biết được pháp môn tình độ mình niệm phật, mỗi ngày mình, à, mình dùng cái miệng mình để tán thán danh hiệu đức phật A Di Đà, những đức thấy à, từ à, tâm mình nhớ phật để tán thán phật, miệng mình niệm phật để tán thán phật, đây là chỗ mà tán thán à, đúng nhất và thù thắng nhất. Tại vì tán thán Đức Phật A Di Đà sẽ không bị tác dụng phụ. Nhớ, tán thán Phật A Di Đà không bị tác dụng phụ. Mình tán thán một con người ở thế gian này có khi bị tác dụng phụ. Vì hôm nay mình nhìn thấy người ta rất là tốt. Nhưng ngày mai chưa chắc người ta tốt. Hoặc là tán tháng họ dữ quá thì có khi sanh tâm kiêu ngạo Cũng hại họ Nên à, à, Đại Đại Thượng à, Thượng này Không Ngày có giảng, nói một nói rằng Có khi à, Có khi mình chê dân họ còn có dân dân hơn Tại vì sao? thời gian của họ hành đạo sẽ được lâu dài sự tán thán sự khen họ nhiều quá có khi mang lại cái quả cho họ nhất kỹ từ nơi đó mà tốt nhất là chúng ta được cái gì lợi ích mình cố gắng duy trì giống như niệm phật lợi ích thì duy trì cái niệm Phật. Ai giúp mình được lợi ích, mình cảm ơn họ, mình cố gắng làm cho tốt. Được rồi. Ví dụ như phàm phu như mình khen người ta cũng dính mắt mà chê người ta thì cũng sân si. Cuối cùng nó đều bị tác hại hết. Mà người được khen thì thích mà bị khi bị chê thì bị phiền não thế không bị tác hại hết trơn. Nên chúng ta dùng tâm, dùng miệng của mình để tán thán Phật A Di Đà hay nhất luôn. Nên à, à, bản thân của những đức à, được khen cũng nhiều mà được chê cũng nhiều. Nên từ nơi đó mà con người nó cũng à, được an định một chút, tại vì được khen và được chê có hết. Được tăng bóc tăng tán thán nó dữ dội. Và có khi cũng bị đưa xuống thấp nhất thì cũng cũng bị luôn nên từ nơi đó mà trong hoàn cảnh đó mình hiểu quý vị hiểu nên, nên những đức thấy cái đạo tràng trên không chung này hay hay ngay chỗ là mỗi một gia đình chúng ta một hai thành viên gì đó ba bốn người gì đó mình thu chục hoặc là có những lúc đủ duyên ngày đám dỗ gia đình hay là gia đình đủ duyên uh, sinh nhật vậy đó mình rủ các bạn đồng tu đến để tu một thờ mình đãi người ta miếng đồ chai cho tháng à. điều này cũng rất là đặc biệt cư sĩ thôi còn bây giờ mình đến nơi nào đó đông đúc có khi nó lại không đặc biệt nó đến đông mà cộng tu thì quá đặc biệt nhưng mà có những lúc những nơi tổ chức quá đông nó nó có khi nó cũng không tồn tại được lâu dài nên cái đậu vàng trên không chung này mỗi gia đình rất hay một là rút lại rất nhiều thời gian cho quý vị lấy những cái thời gian mà đi nhiều đó để lo cho gia đình chăm sóc gia đình giống như mình tu được mà mình lại chăm sóc gia đình được tốt việc này rất phù hợp trong cái cuộc sống hiện đại này quý vị rất phù hợp có nghĩa là có những người thì nhân viên người ta cũng rất đặc biệt người ta cũng có thể đi hộ trì hoặc phát đồ rất đặc biệt đủ gì còn có khi có những gia đình thì chúng ta quá bận biểu quá bận biểu mà chúng ta cái gia đình hoài có khi mình đi tu mà gia đình mình cũng có vấn đề. Nên xem lại cái gia đình của mình. Xem lại cái nơi ở của mình. Xem lại công việc của mình. Để mình áp dụng Phật pháp làm sao cho nó phù hợp nhất. Đây là chính mình, chính gia đình mình, chính bản thân mình, chính công việc của mình, chính cái nghiệp duyên của mình mình tự xem lại. Để làm sao mình áp dụng Phật pháp mà để phù hợp với vị. Nha. Đừng có thấy người ta làm gì rồi mình cũng vậy. Có khi mình bị trở ngại á nghe. Đó nhớ. Nên mình thấy có những người, người ta tiện lợi ta đi chùa suốt còn mình thì đi chùa suốt cũng được. Thì mình phải xem xét lại. Nên từ nơi đó mà cái đạo tràng trên không chung này rất hay đối với người đã có tâm muốn niệm Phật và quyết chí niệm Phật dù ở bất cứ nơi nào dù hiện tại vì đang ngồi mình đó nhưng mà đâu phải mình đâu quý vị này là ngồi chung với đại chúng mà mà ngồi chung với đại chúng nhưng mà chỉ có một mình mình ngồi đó nên xung quanh thiệt đông ngàn mấy trăm người mà ai nói chuyện mình cũng không nghe còn có khi mình đi đến cái chỗ đông người đó, nó thử mình được chỗ này nè mà nếu yếu yếu thì mình cũng rớt là mình ngồi kế bên, bên gặp ngay cái chị bạn tu này chỉ ngồi chỉ nói chuyện chị quay tới quay lui mình nói cái chị này gì đâu tu là tu đi nghe là nghe đi quay tới quay lui hoài bực bội ghê thấy không cái tâm đó nó cũng là phiền não đó quý vị nên còn tại cái gia đình mình giết quen mình tu tập tại cái gia đình mình giết nó quen Vì thầy lâu ngày cái gia đình mình trở thành Đạo tràng tịnh độ Cái gia đình mình là đạo tràng tịnh độ luôn Lâu ngày Thành gia đình mình thành đạo tràng tịnh độ Nên những đức nói rằng cái đạo tràng tịnh độ này Mà nó nằm ngay gia đình Thì nó rất tồn tại lâu dài Thật sự Bây giờ ai muốn Phá nó đi chăng nữa cũng không được Tại vì ngay cái gia đình Mỗi người, mỗi người, mỗi người, mỗi người chỉ một nữa trong cái thời cuộc hiện hiện đại này thì mỗi gia đình mà tu tập như vậy thì rất phù hợp quý vị ngồi suy nghĩ đi nó rất phù hợp luôn nên á, mỗi năm thí dụ như lễ viết quân âm bồ tát hay lễ viếng di đà hay là lễ phật đảng thí dụ quý vị ở tại nhà quý vị, quý vị cũng tổ chức được luôn nữa thực sự ở tại nhà mình tổ chức cũng được đó quý vị ví dụ như lễ vía đó phải gì đại vì đa phần ở nhà mình đều có cái đèn bông sen mình để đèn bông sen trước mặt mình hoặc là một cái cái đèn gì đó trước mặt mình mình có tổ chức tại nhà mình lễ vía vậy là được luôn tại vì sao vì nó đủ duyên tại cái gia đình của mình còn những người mà người ta đi đến nơi tổ chức được nơi chùa chiền được thì người ta cứ đi nhưng mà mình chuyên tu mình có duyên ở tại nhà mình làm tại nhà mình luôn như lại quan âm bồ tát như này. chúng ta lại tại nhà mình cũng được cái đặc biệt nhất là gì bất cứ cái tổ chức nào được ổn định và tồn tại thí dụ như bây giờ bản thân những đức bây giờ một mình đi thì giờ một mình một mỗi vị ăn uống nhiêu đâu Thì thì không phải như ngày xưa mà như đức nuôi chúng nên bây giờ bản thân những đức thì không có nhận cúng dường là đúng rồi rất là đúng nhưng nếu quý vị nhìn thấy một cái nơi nào người ta làm việc công tác xã hội tốt mình để ý nơi đó tốt được tốt mình lâu lâu mình ghé ngang mình giúp đỡ hộ trợ vì mình thấy nơi đó làm tốt nên mình học Phật Mình làm bất cứ một việc gì Giống như mình gieo một hạt giống vậy đó vị. Mà mỗi người gieo hạt giống Thì những đức tin chắc 100% Mỗi người chúng ta đều nhìn mảnh đất Giống như bây giờ quý vị đi mua một căn nhà quý vị cũng nhìn địa thế Thì khi mà đưa ra thì nó mới có lờ Thấy không Thì giống như một cái hạt giống mình trồng xuống mảnh đất vậy đó. Bản thân chúng ta phải xem mảnh đất đó nó có phù sai hay không Đó Thì giống như mình làm một việc thiện vậy đó Mình phải có góc độ xem xét Để nó không bị tác dụng phụ Nên mới nói là từ bi và trí tuệ Nó kết hợp lại Là như vậy Và tán thán một người nào đó Mình phải nhận thức sâu sắc Nếu không Sự tán thán cũng tác hại Nên những đức nói câu đầu tiên là Tán thán Phật A Di Đà là chắc nhất còn với chúng sanh mình cũng không dám chê họ Vì mình biết mình chê họ Mình nói thẳng với họ quá Biết có mít lòng hay không Mình không hiểu người này Nên có khi mình muốn giúp người Mà quay lại là hại người Hoặc là mình với họ trở thành kẻ thù với nhau sao Nên tốt nhất xem xét Tốt nhất xem xét là cái đặc biệt nhất Nhớ kỹ Xem xét là cái đặc biệt nhất Nên như đứa thấy rằng là Cái đạo tràng kết không chung này nó rất là hay như hàng cư sĩ đi như thí dụ như phước tịnh đồ này kia đi người ta đủ duyên anh phước tịnh đủ duyên thì ảnh lập những cái đậu tràng cư sĩ nhiều nơi đó là cách để cho người khác những người người ta mới biết niệm phật người ta đến cái nơi cư sĩ với nhau ví dụ như năm người trăm người thí dụ cũng ít gia đình nào đó người ta đủ duyên thì tự nhiên mình hướng dẫn ta niệm Phật. mình hướng dẫn ta niệm Phật xong mình nói vài câu về cái pháp niệm Phật lợi ích xác thực nhất, không cao xa. đó cũng là một cách để mà mình gặp được một cái pháp tu tốt, mình đem mình chia sẻ. Như bản thân những đức là từ khi những đức đi tu, những đức là là người thích ở một nơi. Thật sự. Mỗi người nó có một nhân viên Kêu những đức đi ngược lại cũng khó Giống như là những đức thích Và những đức cũng đủ duyên Như ở chùa đầu tiên Những đức ở được 5 năm cố định luôn Xung quanh nó cốc rất là nhiều Rất là nhiều người tu mà ở cốc Người ta rủ những đức đến nơi đó Những đức không đến Những đức chỉ ở đó và biết ở đó thôi Khi những đức xuống với hộ pháp 10 năm Những đức cũng vậy luôn Nên có nhiều người hỏi những đức xung quanh và hỏi những đứa người này người đi kia Những đứa không biết Thêm như không xài điện thoại Không xài điện thoại nên những đứa không biết nhiều Xung quanh chùa những đứa không biết nó có những người người ta xa ta vẫn biết chùa gần gần Nhưng những đứa lại không biết là do gì sao Vì những đứa ở con nơi Chỉ một nó công việc Chạy qua chạy lỡ các điểm chùa những đứa không đi đâu được Không đi Với thêm nào thật sự mình không muốn đi với biển Chỉ muốn ở nơi thôi Đó là duyên của những đức Còn ví dụ như những người có nhân viên như Sư Huynh Phước Tịnh đồ này kia đấy ổng Giúp cho người ta niệm Phật chỗ này chỗ nọ Cứ làm việc tốt Việc đó tốt mình cứ làm thôi Thấy không? Như những vị cư sĩ khác đủ duyên Lập đạo tràng cư sĩ nhỏ nhỏ Cứ làm Còn mình thì đạo tràng mình là tại gia đình của mình Lễ với quan Bồ Tát Mình bình thường Ai đủ duyên cứ ở nhà mình lại Bồ Tát quán thì không Một là nó Bớt ra nó chia ra điều hết thì Phật pháp nó 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 từng nhà thì biết rằng cái giáo pháp Đức Phật là dạy người và khi dạy người rồi là người áp dụng thấy không? khi dạy người rồi là người áp dụng nên từ nơi đó thí dụ như bây giờ cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nó hay đi quý vị thấy những đức bây giờ áp dụng được rồi nè chứ hồi đó giờ mười mấy năm mới bị thấy những đức áp dụng rất là ít áp dụng rất là ít luôn vì sao vì có người quá đông nên những đức áp dụng rất là ít thì bị suy nghĩ lại đi Như vậy thì những cái đậu tràng mà đông đúc Đông đúc Thì người lo như bản thân những đức ngày xưa Họ thì cũng sẽ không công phu luôn Họ không tu được bao nhiêu thời gian Như vậy thì đến một ngày nào Họ cũng vỡ chặn Nên từ nơi đó mà chúng ta bây giờ Cái cách hộ trì Phật Pháp đó là Mình tại gia đình biết niệm Phật biết tu Lễ những đức sẽ Tổ chức cho quý vị mỗi gia đình chứ không đi tập trung nhiều còn ai đi đến nơi tập trung được thì cứ đến tùy nhưng mà mình nhớ cái câu là cái nơi đó có một tổ chức làm việc tốt thì mình thấy việc đó tốt mình lâu lâu mình ghé ngang mình hỗ trì cho họ cuộc sống để họ tu cái đó là dưới cái góc độ nhìn của mình thấy điều đó có thể giúp nó có nghĩa là mình phải có cái góc độ cực kỳ sâu sắc Đó là những Đức chia sẻ cho quý vị nghe Vì bản thân những Đức nó đi qua 15 năm này những Đức có kinh nghiệm Bây giờ chúng ta Lập đạo tràng từng gia đình Nghĩa là mỗi một gia đình đều biết niệm Phật Và niệm Phật xong đem có vật hiệu để áp dụng vào cái việc gia đình Đó là bản thân mình có trách nhiệm để hiếu với cha mẹ của mình Để đờ kế tiếp con mình hiếu với mình Nhớ nghe quý vị và chúng ta niệm Phật để chúng ta có trách nhiệm Chúng ta là một công dân tốt Không làm ảnh hưởng Đến xã hội đất nước của chúng ta Và mình ở tại nhà Mình tu tập không Làm phiền đến An ninh xã hội Nhân kỵ Nên mỗi một người chúng ta Khi mình tiếp nhận Phật Pháp Trong cái thời đại 4.0 này Mà đi vào cái cách tu rung này quá hay và từ hôm nay những đức cũng thông báo cho quý vị luôn là những đức cũng trực tiếp được cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Nếu như lỡ quý vị vô cái room nó có vấn đề lâu lâu trục chặt một chút thì mình chúng ta bấm qua cái trang cũ chúng ta là chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Vào đó thì cũng đang trực tiếp tục hai thờ sáng tối. Còn hai thờ kia thì room bình thường không trực tiếp. Chỉ trực tiếp sáng tối hai thờ cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Vì vậy cứ vào thoải mái Vì một là nó giảm bớt tối đa về cái việc Cái quý vị Tại vì bây giờ quý vị coi như bản thân những đức bây giờ Thì sau này thí dụ Mình Cái rung tính ra một ngàn người Thì một tháng nó cũng 3 triệu Mà người ta mua thì không sao Chứ bản thân mình thì sau này Bản thân mình thì tùy duyên đi Đấy không? Nhưng mà cái cái gian chân thành thì Phật vô lượng thọ thì chi bớt qua cái thì sao Nó không đến nỗi cái rung mình cứ mua suốt Giống như cái 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 room 2 bây giờ nữa. lên khoảng gần 700 người thì lấy quay đầy nữa rồi. Nó, nên có người ta mua cái room 3 rồi. Nhưng mà không lẽ cứ mua hoài. Cái sức quản lý của cái room nó cũng khó nữa quý vị, không có đâu. Nó quá nhiều quản lý nó cũng khó. Nên từ từ đó nó chi bớt qua cái gian chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Để cái lượng room nó giảm lại đừng nên đầy hoài. Nó phải đi từ từ. À, đó là những đức uh, nêu lên cái phương hướng của mình và bản thân những đức bây giờ là thích ở tu tập như vậy có nghĩa là thích tổ chức tu tập từng gia đình đó là duyên của mình từ bây giờ mong rằng cái duyên này nó cả cuộc đời mình đến chết đi cả cuộc đời mình tu tập gì thôi quý vị thật sự chỉ mong mỏi gì thôi đó. nên chúng ta quý nhau niệm phật đi những đức hướng dẫn quý vị niệm phật quý vị cái niệm phật đi không cần phải tán thán những đức gì đâu. Thật sự chúng ta quý nhau được rồi, quý nhau hiểu rồi, được rồi. Nghĩa là đừng nên đưa một con người nào đó lên cao quá. Trong cái thời cuộc con người hiện đại này sẽ rất phiền phức quý vị. Chúng ta có thời gian bình yên để niệm Phật để tu tập là tốt nhất. Tốt nhất luôn. Giống như có một vị ngài rất là muốn tu tập thôi. Muốn tu tập thôi. Bây giờ bản thân những đức buông xuống nhiều thứ những đức có thấy nó nhẹ nè. Nhẹ nè. Thì ra là con người đó họ khi buông xuống nhiều thứ họ sống thông dông họ thoải mái cái tâm nên họ chọn cách tu đó. Thật sự. Quá dính nhiều thứ thì cũng gánh nặng trong nội tâm. Họ không dính gì hết. Họ nhẹ nhàng cái tâm. Nên họ thích đi cái phương hướng tu tập như vậy. Nhưng người quá quý trọng nhiều. Quá theo nhiều làm cho ngài cũng khó tu tập phải không nên từ nơi đó mà cái cách hướng dẫn những đức là từng gia đình những đức không đi đâu nên từ nơi đó nó phù hợp cái thời cuộc thời đại này cho quý vị vừa tu được vừa áp dụng cuộc sống gia đình và lo được cho gia đình quý vị nên những đức nói rằng là bản thân mình làm được cái mà bản thân mình có thể làm được nên mong rằng quý vị biết chân quý những cái duyên này để quý vị cố gắng tu tập cố gắng niệm phật đừng có để lỡ thời gian cuộc đời vì cơn vô thường đến bất tử Rất bất tử Giống như có một cái chuyến xe ở đâu Ở nước ngoài Ở đâu ở Thái Lan hay gì Mà chở con nít đi học Mà hai mươi mấy đứa nít hay sao Với cô giáo luôn Mà tự nhiên xe nó bốc cháy lên Nó cháy rụi luôn người không ai Nhảy ra được cháy rụi nguyên chiếc xe Cháy luôn con người luôn trong đó Trong chiếc xe cháy hết trơn Vậy Thấy không Cái cõi này là cõi vô thường Đừng có nói tới già mới chết Có khi chúng ta bất tử chúng ta chết Trong một cái nghiệp duyên gì mình cũng không hiểu Nên mình mỗi ngày quân tập niệm Phật Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật Nhắc nhở mình niệm Phật Trong gia đình mình để máy niệm Phật đến chứ Đi đâu cũng nghe câu Phật hiểu Và nhắc mình hiện tại đang sống Nhưng cái vô thường chết rất bất tử Nhắc mình như vậy để trong hoàn cảnh nào Mình gặp sự trở ngại Mình cũng niệm Phật để cầu sanh cực lạc Chúc quý vị an lạc Ai di đà Phật Ai di đà Phật